Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm trước em đã giới thiệu và đồng bộ cho chúng ta cùng nghe thử về cái chất lượng của cái bộ dàn karaoke giá rẻ với giá chỉ có 10 triệu đồng, thậm chí là còn chưa đến 10 triệu đồng bên em vẫn có thể đồng bộ để cho chúng ta một bộ dàn karaoke gia đình được. Thì trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu về chúng ta cùng tìm hiểu về cái bộ dàn karaoke hàng cao cấp hơn. Bộ dàn karaoke này với giá lên tới gần 20 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu chi tiết về các thiết bị cùng đồng bộ lên bộ dàn karaoke này nhé. Trước khi chúng ta đi tìm hiểu về thông tin chi tiết của các thiết bị mà đồng bộ lên bộ dàn karaoke này thì chúng ta hãy đi test thử về chất lượng âm thanh của cái bộ dàn karaoke với giá là gần 20 triệu này. Chúng ta test thử về chất lượng âm thanh trước đã, sau này chúng ta sẽ tìm hiểu về thông tin chi tiết của tất cả thiết bị này sau nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về tất cả các thiết bị đồng bộ lên bộ dàn karaoke này. Đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu thiết bị rất quan trọng, đó là cục đẩy công suất. Đây là cục đẩy công suất của hãng CM Audio. Đây là tên tuổi và thương hiệu của hãng CM Audio và model là CM A800. Cục đẩy này sử dụng 32 sò lớn và đây là cục đẩy 2 kênh với công suất là 750W trên 1 kênh. Và cục đẩy này thì bên em đang làm chương trình khuyến mại giảm giá cho anh em là giá chỉ còn 3.600.000 trên một cái cục đẩy như thế này. Tiếp tục là một thiết bị xử lý tín hiệu đầu vào, đó là đây là một thiết bị rất chi là quan trọng để xử lý các tín hiệu đầu vào. Chất lượng âm thanh của bộ dàn karaoke này có hay là không thì phụ thuộc rất lớn vào bộ vang và cục đẩy này. Đây chính là bộ vang karaoke của hãng AZ Pro AZ88. Thì chúng ta đã biết về tên tuổi và thương hiệu của AZ Pro với tất cả các thiết bị âm thanh như là loa kéo hay là các thiết bị âm thanh khác. Đây là một trong những hãng rất nổi tiếng sản xuất các thiết bị âm thanh. Và chúng ta cùng tìm hiểu về tính năng của bộ vang karaoke này. Đầu tiên đó là chúng ta phải kể đến vang được thiết kế, đó là hai cổng, ba cổng cắm mic, gồm hai cổng đằng trước và một cổng ở đằng sau. Và đây là các volume của mic chúng ta xử lý ở đây, và nó vang có khả năng kết nối USB. Chúng ta nhìn trên này có khả năng kết nối Bluetooth này, có thể kết nối với TV qua cổng quang optical này mà không cần sử dụng hộp chuyển đổi optical. Và vang có thể kết nối với TV hoặc là các thiết bị ngoài, các thiết bị máy tính và điện thoại qua cổng AUX1 và AUX2 chúng ta nhìn ở đây. Một điều đặc biệt mà không thể bỏ qua được đó là chiếc vang này có tính năng, đó là tính năng chống hú cho micro. Khi mà chúng ta hát karaoke thì chúng ta, nhất là đối với anh em làm sự kiện thì chúng ta rất cần các tính năng này. Đó là nút FBX, chúng ta có thể tắt bật ở đây. Đây. Đó. Và tính năng dì vật, đây là một cái tính năng rất hay mà khi chúng ta hát thì giọng ca nó sẽ sáng và hay hơn. Và còn tất cả các tính năng kia thì các tính năng cơ bản của bộ vang thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua, như là đây là chế độ echo, là chế độ nhại, thì ở đây nó có này delay, đây là nhại này, bass này, mid nời chest này, đó. Và bên ba nút tổng này, ba nút volume tổng này thì nó có hiệu ứng về
ánh sáng khi chúng ta chơi nhạc nó rất chi là hay. Nó sẽ chạy như này. Đây là phần tổng volume của echo, chúng ta có thể tăng nhiều hay ít ở đây. Và chúng ta điều chỉnh sâu hơn thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở phần phía bên này. Còn đây là nút volume tổng và volume của nhạc và volume của đây là volume của mic và volume của nhạc. Đương nhiên là bộ vang này thì nó có cổng cắm xúc luôn nhé. Và bộ vang này là chúng ta có thể làm cho sự kiện, bởi vì đây là bộ vang hàng cao cấp của AZ Pro. Chúng ta đã biết đến tên tuổi của hãng AZ Pro rồi. Đây là thẻ bảo hành của AZ Pro và sản phẩm đều được bảo hành chính hãng, bảo hành 1 năm bởi AZ Pro. Và bộ vang karaoke này thì bộ vang này là hàng cao cấp nên rất nhiều khách hàng đã mua để làm cho sự kiện. Chứ nếu để chúng ta dùng gia đình thì quá là tuyệt vời rồi. Giá của bộ vang này là giá là 2 triệu đồng, nó có giá đắt hơn so với những bộ vang khác ở trên thị trường. Và tiếp tục chúng ta cùng tìm hiểu đến một bộ micro không dây. Đây là bộ micro làm sự kiện, cũng là hàng của hãng AZ Pro. Đây chúng ta cùng nhìn về tên tuổi và thương hiệu của AZ Pro. Bộ micro không dây này thì nó sẽ cho cái độ hút âm rất xa và chúng ta hát rất nhẹ. Với model của bộ micro này đó là S18. Màu của đầu thu là tất cả bằng phay nhôm. Và chiếc mic này cũng màu trắng nhôm như thế này, rất sáng. Chiếc micro này thì có khả năng reset tần số UHF để điều chỉnh cho bộ micro này có thể lệch so với tần số của những chiếc mic khác trên thị trường. Hoặc là trong trường hợp nếu trong quá trình sử dụng một số khách hàng có thể bị mất tay mic, thì chúng ta có thể mua một tay mic khác ở trên thị trường về và chúng ta điều chỉnh cái tần số để cho trùng với tần số của đầu thu này là được. Tránh trường hợp là chúng ta phải mua cả một bộ nguyên như thế. Thì đây cũng là một cái ưu điểm mà khi chúng ta sử dụng những bộ micro có reset tần số rất chi là tiện. Thì đây là cái tay mic của bộ micro này. Tay mic này nó rất đầm, rất chắc luôn. Bộ micro này thì chúng ta hoàn toàn tự tin để làm sự kiện được. Với giá của bộ micro này thì nó có phần đắt hơn khá nhiều so với những bộ micro khác ở trên thị trường. Vì như lúc đầu em đã giới thiệu với quý vị và các bạn, đó là bộ dàn này, đó là bộ dàn cao cấp. Nên là tất cả em ghép bộ dàn này là toàn đồ hàng xịn hết. Em nhắc lại là model của bộ micro này đó là S18 và hàng chính hãng của hãng AZ Pro nhé. Và giá của micro này có giá là 2.500.000 đồng. Rồi tiếp tục đến nữa đó là một cái thiết bị rất chi là quan trọng trong bộ dàn karaoke của chúng ta, đó là một cặp loa full của hãng CM Audio với model là CM1290 loa bass 30. Với thông số lần lượt của chiếc loa này đó là từ 190 côn 75, chép kèm của loa là từ 120 côn 44 và công suất của chiếc loa này là công suất khởi động 300W và công suất mắc của đôi loa này lên tới 1200W và độ nhạy của đôi loa này đó là lên tới 98 decibel. Đây là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu CMC và sản phẩm đều được bảo hành 1 năm, bảo hành chính hãng bởi CM Audio. Đôi loa này với giá niêm yết của công ty là 9.100.000 và bên em đang làm chương trình giảm giá cho đôi loa này, giá chỉ còn 8 triệu tròn nhé. 8 triệu tròn chúng ta sở hữu luôn một đôi loa full như thế này. Đây là một cái thiết bị nó như là một cái gia vị của âm nhạc. Đây là củ trầm, củ sút để khi chúng ta mà chơi nhạc chúng ta thích yêu cảm giác mạnh, thích tiếng trống chắc ấy, thì chúng ta có thể trang bị thêm cái củ trầm này. Và củ trầm này là vẫn là hàng chính hãng của hãng CM Audio với model là CM12 và sử dụng bass 30, công suất là 500W và độ nhạy là 98 decibel. Củ trầm này thì bên em đang chào bán với giá là 3 triệu đồng. Nếu chúng ta muốn thêm cái tiếng trống của bộ dàn karaoke thì chúng ta có thể mua thêm củ trầm này. Còn nếu không thì cái này là cũng là tùy gu của mỗi người. Chúng ta có thể mua hay không cũng được, không sao cả. Thì em sẽ đánh thử cái bản nhạc, em sẽ cho test thử một cái bản nhạc khi mà nó chưa có củ trầm này. Và khi nó đã được trang bị thêm cái củ trầm này xem là chúng ta cảm giác xem là nó có hay hơn hay là không nhé. Bật nhạc mà nó sẽ không dùng đến cái củ trầm, củ sút này.
bật cái củ súp này lên nhé, xem là âm thanh nó có khác không, xem là chúng ta có cần sở hữu cái củ thêm cái củ trầm này không nhé. Thì em vừa giới thiệu với tất cả đồng bộ tất cả các thiết bị để đồng bộ lên một bộ dàn karaoke hàng cao cấp, một bộ dàn karaoke hoàn chỉnh với giá là 19.100.000. Còn nếu như anh em nào mà không muốn chơi sút, không muốn chơi trầm nữa thì chúng ta có thể trừ đi cái tiền của cái bộ trầm này là trừ đi 3 triệu. Nếu chúng ta muốn giảm chi phí của bộ dàn karaoke này, vẫn là loa đó, vẫn là cục đẩy đó, thì chúng ta có thể giảm chi phí ở trực tiếp trên cái bộ micro không dây. Chúng ta có thể lấy cái bộ micro, lựa chọn cái bộ micro hàng rẻ hơn một chút, vẫn rất chi là hay. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Anh em là nếu ở gần thì bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt, và anh em ở xa thì bên em sẽ gửi hàng về tận nhà cho tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người.